Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Quý vị đang trở lại với phần tin tức thời sự thế giới. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay chắc có lẽ quý vị ai cũng nhận được tin tức cho biết rằng thị trường chứng khoán Dow Jones đã đạt lên tới ngưỡng 22.000 điểm số. Thưa quý vị, đó là phiên mở cửa vào sáng ngày hôm nay với những cái phần dự đoán của các nhà bình luận kinh tế. Họ nói rằng những cái sự gọi là tự tin trong việc đầu tư vào thị trường chứng khoán đã đẩy cái con số điểm Dow Jones, tức là thước đo, một phần là thước đo của nền kinh tế, lên tới mức 22.000 điểm, thưa quý vị, là mức cao nhất trong lịch sử lúc bây giờ. Người ta phân tích rằng cái sự tăng điểm một cách đột biến như thế này phần nhiều có nhờ công của 30 đại công ty lớn nhất trên toàn thế giới sau khi mà đã công bố doanh thu của những quý làm việc trước đó. Đầu tiên phải kể tới công sức của bên phía Apple, thưa quý vị. Bởi vì Apple, cổ phiếu của Apple đã tăng tới mức 1.67 đô la, thay vì những cái dự đoán trước đó chỉ có 1.57 đô la trước đó mà thôi, tăng mức lợi nhuận của Apple lên tới 45.4 tỷ đô la. Ngoài Apple ra, người ta còn nhắc tới những coi như là sự tự tin và cũng giống như doanh thu của các hãng công nghệ khác, ví dụ như là Amazon, với sự đầu tư của công ty này ở ngay tại thị trường Đông Nam Á để cạnh tranh trực tiếp với Alibaba. Cũng như người ta nói tới hãng công nghệ Google, Alphabet, cũng như là nhiều hãng công nghệ khác. Boeing cũng đã ký được rất nhiều hợp đồng quan trọng với những hãng hàng không khắp nơi trên toàn thế giới, và những cái tin tức cho biết rằng chuẩn bị có một thương vụ bán những chiếc Air Force One đời mới nhất của Boeing dành cho chính phủ Hoa Kỳ. McDonald's cũng tăng một số điểm rất là quan trọng, nhưng hơn hết đó là trang mạng xã hội Facebook, thưa quý vị. Một dòng bản tin từ thông cáo báo chí của Facebook đưa ra cho biết họ nói rằng họ có quá nhiều tiền quảng cáo đã được đổ vào đây. Điều này đã làm cho số Dow Jones tăng tới mức 22.000 đô la, cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, một điều mà bên phía tờ Wall Street Journal đó, họ phân tích ra lý do tại vì sao mà cái số điểm của Dow Jones vẫn tăng đều. Tuy nhiên thì giá trị của đồng đô la đó nó vẫn ở mức thấp, thưa quý vị, tức là không tăng, thậm chí có mức sụt giảm. Điều mà người ta nói ở đây, thưa quý vị, đó là cái sự gọi là tăng điểm của Dow Jones, sự tự tin của các nhà đầu tư không phản ánh được tình trạng tăng trưởng kinh tế của cả thế giới, mà đây chỉ là sự tự tin nhất thời của các nhà kinh tế khi mà họ thấy chuẩn bị bên chính phủ, ông Tổng thống Donald Trump có những sự cải cách về kinh tế, cải cách về thuế má và những cái sự cải cách về bãi bỏ những cái quy định chi tiêu và cũng giống như đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Một khi nghe được tin tức từ chính phủ sẽ đổ ra tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đô la dành cho việc đầu tư sửa chữa cơ sở hạ tầng, thì những công ty có cổ phần và cũng như là có sự liên kết với chính phủ, họ tự tin và họ tin rằng tiền của họ và cũng giống như tăng trưởng của họ sẽ được tăng trong những khoảng thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm qua thì quý vị cũng đã nghe anh Tuấn có gửi đến bản tin là mới nhất có một trẻ em đã bị bỏ quên trong xe và đã bị chết. Thì có một cái báo cáo vừa đưa ra cho cái tổng kết vào tháng 7 vừa qua cho thấy là số trẻ em mà bị thiệt mạng bởi vì bị bỏ quên ở trong xe đã nhiều nhất trong vòng 10 năm qua, thưa quý vị. Thì tính từ đầu năm cho đến 31 tháng 7 đã có 29 trẻ em thiệt mạng khi mà bị bỏ quên trong xe, mà chỉ trong vòng cái tuần vừa qua thôi có đến 11 trường hợp đã được báo cáo, và đây là cái con số cao nhất mà cái trang web gọi là nohitstroke.org từng ghi nhận được. Tuy nhiên, theo một chuyên gia về khí tượng học là ông Geno, và ông cũng là người luôn theo dõi những cái báo cáo về vấn đề này trong suốt 40 năm qua, thì ông nói rằng cái con số mà chúng ta nghe được trên truyền thông đã bị giảm đi gần phân nửa, bởi vì
rất nhiều lý do mà theo ông cứ mỗi năm con số báo cáo chính xác cứ hụt đi, cho nên cái con số 29 trẻ em bị thiệt mạng mà chúng ta nghe truyền thông loan tải thực tế có thể lên đến 50 lận thưa quý vị. Và như quý vị cũng biết là khi mà đậu xe, tắt máy và đóng cửa thì theo như cái báo cáo này, trong vòng 10 phút đầu tiên cái mức nhiệt độ tăng trung bình là đến 19 độ, bất kể là khi đó nhiệt độ bên ngoài bao nhiêu. Nghĩa là nếu ở ngoài 80 độ mà 10 phút sau thì nhiệt độ ở bên trong xe đã là lên đến 98 độ thưa quý vị. Thì theo các chuyên gia về y tế, nhiệt độ cơ thể của một đứa trẻ tăng nhanh gấp 5 lần so với một người trưởng thành. Và khi mà cơ thể chúng ta đạt đến cái con số là 104 độ F thì đã có thể bị ảnh hưởng bởi heat stroke. 107 độ là có thể khiến một người tử vong. Trung bình mỗi năm ở Hoa Kỳ có 37 trẻ em thiệt mạng do bị bỏ quên ở trong xe. Và cũng chính vì vậy mà vào đầu tuần này thì đã có hai thượng nghị sĩ đã đưa ra một cái dự thảo yêu cầu từ nay những cái công ty sản xuất xe hơi phải trang bị thêm cái hệ thống cảnh báo an toàn, là nếu như trẻ em vẫn còn ngồi lại ở ghế sau thì sau khi mà chiếc xe tắt máy, cái hệ thống này phải báo động nhắc nhở cho tài xế biết thưa quý vị. Và chúng tôi cũng được biết rằng có rất nhiều những cái công nghệ được đưa ra để nhằm giảm thiểu tới mức tối đa về tình trạng để quên con em của chúng ta ra xe, và nhiều những cái thủ thuật khác nữa, ví dụ như nhất là những cô gái hay những người phụ nữ đó, cái quan trọng nhất của những người phụ nữ đi ra đường đó là gì? Đi vô rừng. Đi ra ngoài đường mà lấy xe đó là gì? Cái bắp. Đúng là như vậy thưa quý vị. Họ nói rằng đó, những quý chị em phụ nữ hãy để cái túi xách của quý vị đó ngay ở phía đằng sau xe, nơi có cái car seat, nơi gần cả trẻ em đó. Bởi vì mỗi lần một quý vị ra, mở cửa ra thì quý vị phải làm gì? Mang theo cái bóp hoặc để theo bên cạnh cái phone. Một công đôi chuyện, một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất là không phải gặp cái tình trạng gọi là vừa nhắn tin mà như là vừa lái xe nè. Thứ hai đó là vừa không để quên baby ở phía sau xe. Hiện tại bây giờ đã có một số những hãng công nghệ hay là kết hợp với là bên phía những cái công ty sản xuất xe đó, họ mới chế biến ra một cái công nghệ rất là mới, đó là cảm biến cái hệ thống phía đằng sau xe với cái smartphone, với điện thoại thông minh. Tức là mỗi lần có baby ở phía đằng sau thì hệ thống smartphone sẽ tự kích hoạt và cho biết rằng có người ngồi ở sau xe. Nhưng khi mà động cơ xe tắt máy đó, mà cảm biến này vẫn thấy là cân nặng của cái car seat vẫn như cũ, tức là vẫn còn em ở trên xe, vẫn còn baby ở trên xe, thì tự động smartphone sẽ reo liên tục nhắc nhở là tại sao quý vị có thể nào quên con của mình trên xe vậy? Mau lên cứu em ấy. Thưa quý vị, càng ngày thì công nghệ càng hiện đại, nhưng chúng tôi nghe đâu đó công nghệ hiện đại thì cũng có đôi khi hại điện, bởi vì có đôi khi chiếc smartphone của chúng ta hết pin thì phải làm sao, phải không? Cách tốt nhất là hãy tập trung và đừng đản trí. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả sau ít phút quảng cáo thương mại.